Chào các bạn ha, chị là chị Hoài, CEO của nguồn học bổng.com. Thì một trong những cái sở thích của chị trong quá trình làm việc với nguồn học bổng là chị thích làm những video chia sẻ thực tế những cái học bổng trường, học bổng chính phủ vân vân vân, để các bạn biết là trên thực tế mình sẽ nộp những cái gì ha. Thì ngày hôm nay chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nộp một cái học bổng gọi là UCD Global Excellence Scholarship, nghĩa là cái học bổng này của trường UCD. Rồi, học bổng.com thì từ trước đến giờ chỉ làm cái việc duy nhất là mentoring một cái một thôi. Có nghĩa là các bạn nộp học bổng, các bạn nộp bất kỳ trường nào thì team đều sẽ support cho các bạn, và cho đến hiện nay thì đã support hơn 600 bạn rồi, thành lập được 7 năm, 2015. Vậy thì tại sao ngày hôm nay lại làm cái học bổng này? Nó phải có một cái gì đó nó hấp dẫn chứ. Và tất nhiên là bên cạnh học bổng UCD Global Excellence Scholarship này thì Ireland vẫn có học bổng GOE, học bổng quốc tế ha, học bổng giáo dục quốc tế. Nhưng mà cái đó chị đã làm một cái video rồi. Thì bây giờ cái học bổng này có gì hấp dẫn? Rồi, đây là những cái điều hấp dẫn của cái học bổng này ha. Thì học bổng này nói ngắn gọn, nói cực kỳ ngắn gọn là sẽ có những suất giảm 100% học phí và sẽ có những suất giảm 50% học phí tùy theo cái quota của trường năm đó. Năm ngoái 2021 chị đã support được hai bạn đi nhưng chỉ đều được 50% thôi. Chị không biết có bạn Việt Nam nào được 100% hay không, nhưng mà riêng học trò của chị tổng cộng cho đến bây giờ đã support được 4 bạn chỉ được 50%. Năm ngoái thì được 2, 3 năm trước đó thì cũng được 2 ha. 151 151, nghĩa là một năm được một bạn, một năm được một bạn và một năm được hai bạn ha. Thì chị nghĩ đây là cái mức thật ra dễ chấp nhận nhất. Còn 100% thì nó chắc là nó sẽ phải outstanding lắm ha. Thì để nộp cái này thì mình phải nộp cái offer của trường ha. Rồi sau đó mình sẽ làm hồ sơ để nộp cái này, nhưng tất cả đều là online hết. Vậy đầu tiên để nộp cái học bổng này thì mình phải nộp offer. Vậy thì offer nó có cái gì? Thì bọn em sẽ click vào apply now ha. Thì nó sẽ hiện ra một cái port như thế này. Chị thì chị đã đăng ký rồi. Thì bọn em sẽ bấm vào my application form rồi bọn em sẽ tạo tài khoản, rất là dễ ha. Thì chị đã tạo rồi. Thì đây là application form của chị ha. Chị đã tạo rồi, thì đây là các cái tên tuổi địa chỉ gì đó ha. Rồi, đây là ngành chị chọn, Master Accounting Financial Management ha. Đây là chị chọn, mình có quyền thêm sau ha. Rồi, đi học sẽ là tháng 9 2022 ha. Rồi sau đó mình sẽ add vào các cái trường mà mình đã học trước đây rồi này kia đó, học cái gì ở đâu, rồi kinh nghiệm làm việc, cái lịch sử làm việc của mình như thế nào, thì mình cứ ép vào ha. Đó, mình cứ ép vào đây làm đâu, địa chỉ, vị trí, chức vụ đó, nói chung là rất là thoải mái, rất là rõ ràng, nói chung cực kỳ rõ ràng ha, viết cũng không nhiều lắm đâu. Rồi, trọng tâm của cái application form để nộp offer của UCD thì nó chỉ có hai bài luận thôi, hai bài luận, mỗi bài luận là 300 từ. Câu đầu tiên là lý do vì sao muốn nộp trường này là thế nào. Mình muốn thấy cái sự nghiệp của mình phát triển 5 năm tới nó như thế nào. 300 từ thôi ha, đừng biết nhiều hơn. Và họ cũng nhận được một lượng lớn các cái ứng viên mà với một số chỗ rất là hạn chế, thì vui lòng giải thích dẫn giải tại sao là bạn nên được chọn trong số những ứng viên này, thì cũng khoảng là 300 từ ha. Tại sao tôi xứng đáng ngồi ở UCD. Chị đã click vào cái phần referee. Thì một là bọn em chọn academic referee hoặc work referee, nó gọi là professional, cứ là một là trong giới hàng lâm học thuật hay là đi làm công ty. Thì nếu như bố trí như thế này, tên họ tên rồi địa chỉ email số phone
chức vụ của người đó và công ty tên gì thì chỉ có một thư giới thiệu thôi, xem như là chỉ có một thư giới thiệu thôi ha. Rồi mình back lại. Rồi, như vậy là hai câu luận ha, hai câu luận rất rõ ràng, viết rất ngắn gọn và gần như không thay đổi theo năm. Chị thấy không thay đổi. Từ cách đây 4 năm chị đã support thành công cái học bổng này rồi, chị thấy nó cũng không thay đổi. Rồi, checklist đóng application fee thì 50 euro. 50 euro em có thể trả bằng credit card bình thường. Bây giờ thanh toán bằng cái này ở Việt Nam cực kỳ là bình thường. Rồi sau đó có một thêm một cái phần additional documentation, em có cái document gì hay một cái tài liệu gì mà nó có lợi cho em trong quá trình xét em được học ở UCD ha, thì bọn em cứ click vào đây ha, chọn upload lên thì toàn bộ application form, apply offer và UCD gần như bất kỳ nhóm ngành nào đều theo cái port này hết. Và sau khi bọn em điền xong thì bọn em bấm submit thôi, nó không có vấn đề gì hết. Rồi, quan trọng bây giờ mình sẽ chuyển qua một cái bước. Bước rất quan trọng là làm sao apply cái học bổng đó. Học bổng UCD Global Excellence Scholarship. Thì đây, chị hướng dẫn cho bọn em ha. Rồi, bọn em vào đây, Scholarship Application. Có thể năm nay là nó chưa mở ha, nhưng mà chị sẽ gửi cho bọn em cái link chi tiết nè. Khi mà mình click vào Scholarship Application thì nó sẽ hiện ra cái Global Excellence Scholarship. Global Excellence Scholarship thì nó sẽ có các cái phần câu hỏi luận ở đây. Nó chỉ có 5 câu thôi, mỗi câu 100 từ ha, tối đa. Thứ nhất là tại sao bạn chọn học ở UCD, thứ hai là tại sao bạn muốn chọn học cái ngành này, cái chương trình này, thứ ba là tại sao mà cái EdCom, cái panel, cái ban xét duyệt học bổng nên chọn bạn cho cái học bổng này, và thứ tư là hãy nói cho UCD biết nhiều hơn về cái tham vọng nghề nghiệp tương lai của bạn. Rồi và cái cuối cùng là nếu mà được cái học bổng này thì bạn được kỳ vọng là sẽ làm trở thành một cái ambassador của trường UCD, thì làm thế nào mình làm tốt được cái vai trò này ở Ireland và cả Việt Nam. Rất ngắn gọn ha, có 5 câu hỏi luận này thôi mà cũng rất là challenge đó, tại vì cũng rất là nhiều bạn nộp mà không phải bạn nào cũng nộp thành công. Thì cái deadline chung của cái offer và học bổng này là 31 tháng 3 hàng năm. Không có một cái gọi là khác mấy so với ngày trước chị support các bạn. Cụ thể là năm ngoái chị support các bạn cũng không khác mấy. Đây ha, 31 tháng 3 nè. Cho bọn undergrad và graduate, tất cả các công dân mà không phải ở trên là 31 tháng 3 ha. Rồi, đây là tổng thể các cái học bổng trường UCD. Giá trị nhất là Global Excellence Scholarship có những suất 100% học phí và những suất 50% học phí. Tuy nhiên, theo góc nhìn của chị thì chị thấy 50% nhiều bạn đạt được hơn. Cho 100% học phí thì chắc có lẽ là phải xứng đáng lắm. Thì các bạn xem kỹ cái cơ hội này để có thể đến học ở Ireland. Và nếu mà các bạn cần support apply học bổng UCD này thì chị vốn gì đã có rất nhiều kinh nghiệm rồi, các bạn có thể chia sẻ những cái khó khăn nộp thì team chị sẽ support cho các bạn. Ngoài ra thì song song với học bổng này thì các bạn có thể nộp thêm học bổng GOE của chính phủ Ireland, thì nó cũng chỉ thêm 3 bài luận nữa thôi, mỗi bài 500 từ. Thì tất cả những cái này chị đều có thể support được hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn apply học bổng UCD Global Excellence Scholarship. Mong các bạn sẽ apply thành công học bổng này. Xin cảm ơn các bạn.